này. Tao về lấy rượu, tao đi mua rượu đặng nhá. Xong lấy đồ về đóng ở đây nhá. Rất ngon rồi. Không lấy sờ nhá. Không lấy dài, cho vào trong này, xong không chỉ lấy củ cán gì đấy nhá. Chỉ nhớ lấy củ nhá. Tao tao về lấy rượu đặng, tao tao
làm gì đây? Các bạn tôi bắt đầu ông mua đấy chạy đấy, ông kia bắt đầu nó chửi tôi rồi, không phải tôi đâu. Ông ăn trộm ai ông còn bị chạy à? Có làm sai gì đâu. Ông sai rồi, ông một chú à. Đi. Tôi xin đi anh ơi. Theo chúng tôi về chủ sở điện. Đi. Ông đi. Đây, ông bảo tôi cho mà tắt chữ bệnh chữ đây. Đây, đưa ra kia, ông bảo ông ơi, đưa ra đi. Kéo. Đấy. Thấy không? Thấy ông trộm nhiều lần chưa? Cho tôi xin đi. Không được. Có thêm trụ sở đã quyết. Cô lấy tiền dọc đường. Đi mua rượu. Uống say xong rồi. Thế này ông trộm mấy lần rồi? Hai lần rồi á? Đây thì không tha được rồi. Có lên trụ sở đã quyết rồi. Cho trụ sở quyết này là thế nào? Cho đặt cái xe. Được rồi, hai đồng chí đưa hai ông mình ra sở đi. Đài cho chúng tôi đi. Không được, hai ông làm nhiều lần rồi. Đưa đi luôn đi. Hai đồng chí đưa ông này nhá, rồi ông này xuống xe, rồi tôi xe ô này thôi. Rồi, ok. Rồi đây. Đang sau giữ ông kia, giữ một chí đi. Có phải đi trước với tôi không ông? Đồng chí nhá. Để tôi lái xe nào. Rồi ông lên đây. Lại chỉ chở với chúng tôi làm việc.